Vâng, xin chào tất cả các bác xem video. Đấy, mấy bữa nay cả gần 3 tuần nay là em không đăng video trên kênh là do là ảnh hưởng của dịch bệnh nó ghê quá đi, cho nên là quay video thì ở trên dãy này thì không về dưới mà đăng được, cho nên là này mới quay được cái video. Đấy, xin chia sẻ với các bác là cái cách khai thác mũ hoàng khí ấy, trên cái cây cao su tơ nhá, cao su non. Đây như cái cây cao su non này là thuộc diện là cây này ấy là chưa cạo bao giờ. Đây, các bác xem. Đấy. Là cái cây này ấy là em đã áp khí được năm nay là năm thứ hai. Đấy, năm ngoái là bắt đầu là áp khí, năm nay bắt đầu là sang năm thứ hai. Cho nên ấy là em sẽ chia sẻ cho các bác là cái cách làm sao mà lấy mủ hiệu quả trên cái cây cao su tơ mà chưa mở miệng bao giờ. Đấy, và cái cách làm là tí là em hướng dẫn sơ sơ cái cách làm thôi. Còn vào cái chi tiết ấy, thì các bác muốn làm trên cây tơ là phải điện thoại cho em và hỏi em. Thì em mới chỉ cách chi tiết được. Và cái thời điểm nào mình cần đi một cái liều khí nhiều hay ít. Đấy, và mỗi một thời điểm làm một cách khác nhau, chứ không phải là làm theo cái kiểu mà từ đầu năm cuối năm một công thức đâu. Đấy, mỗi một mùa là một liều khí khác nhau đấy, nó mới hiệu quả đấy, không là nó sẽ nứt hết cái da cây này ra ngay đó. Giờ là bây giờ em sẽ quay cho các bác xem, rồi em sẽ quay chi tiết vào cái vùng da cây này. Đấy, cái cây như nào là em quay chi tiết cho các bác xem nhá. Đấy, quay đến đâu em nói đến đấy. Đây là những cái chỗ đóng nắp chóp này. Đấy, và xuống đây. Đây. Đây là cái chỗ khoan này của năm ngoái nhá, cái này khoan của năm ngoái đấy. Những cái đây là những cái lỗ khoan này. Nhìn vào cái da cây này là chưa có một cái hiện tượng nào gọi là dư khí nhá. Đó. Đây. Đây là cái chỗ đóng nắp chóp của năm ngoái ấy này. Đấy. Mỗi một nắp này là tương ứng với một tháng nhá. Đây. Quay nhá, quay cho các bác xem kỹ này. Đó, đây. Đó, những cái chỗ đóng nắp chóp như này là cái vùng da này là nó bị bay đi mất hoại tử ấy, chết một cái lớp da cát. Và nó chết vòng vòng đây thôi, nó không chết ra xa. Đó, và cái chỗ mình khoan này. Đây. Đó, nhìn kỹ chỗ khoan này. Đây là những chỗ khoan này. Đó, đây là những cái lỗ khoan này. Lỗ khoan này là của năm nay, đầu năm ấy. Những cái lỗ khoan này là cái của năm ngoái. Đó. Những cái cây tơ như này ấy là mình mới áp khí ấy, thì năm đầu ấy là bắt buộc các bác là phải lấy ở cái vùng da dưới gốc này nhá. Đấy, vùng da dưới gốc này, cái gốc khoảng cỡ 40-50 phân là cái vùng da đấy nó dày, là mình đóng nắp chóp là nó không bị xì, với lại đóng là nó không bị vào gỗ, không phạm. Đấy, năm đầu tiên mà các bác cây cao su mà cái cây này đường kính được hơn 40-45 phân, cao su tơ mới mở miệng ấy, thì mới bắt đầu năm thứ năm vào khai thác ấy, thì da nó có dày đâu. Ở cái vùng trên này, úi dồi, da mỏng dính luôn, đóng một phát là vào gỗ luôn ấy. Đấy, thế là bắt đầu năm đầu tiên là các bác là cố gắng là phải làm ở cái dưới gốc như thế này, vòng vòng dưới gốc như thế này. Đó, đây là những cái lỗ khoan nhé, đây này. Các bác xem. Da là rất ngon, nó không có hiện tượng là rộp ra, nứt ra cây nhá. Đó. Đấy, các bác xem kỹ này. Đấy. Thế, bắt đầu sang năm thứ hai là các bác lấy lên trên này là được rồi. Khi cây mà mình áp khí ấy, mình khoan ấy, cây mà tiếp nhận khí ethylene này vào khoảng cỡ năm rồi là ui già, nó dày lắm. Đóng ngập luôn mà nó còn không vào gỗ nhá. Đó, quay một vòng chi tiết vòng thân cây cho các bác xem này. Và bắt đầu đi tiếp vài cây nữa. Đây là cái hàng non, cái hàng trồng sau cái lô già đây này. Trồng sau mấy năm ấy. Đấy, trồng để cho nó đẹp đội hình ấy mà. Đấy. Thì đây. Đây. Chi tiết các bác xem nhá. Đây. Chỗ khoan này, những cái lỗ khoan đấy của năm ngoái ấy. Đó. Ống vẫn còn nguyên si này. Đấy. Là chế cái kiềng đa năng. Cái kiềng này gọi là kiềng đa năng. Đấy. Kẹp vào cây như thế này.
Đó, làm như thế này thì di chuyển rất dễ. Đây là cái kiềng đa năng, còn cái này gọi là kiềng vạn năng. Tại vì ấy, nhiều bác ấy comment trên kênh kia bảo nói phét, toàn là kiềng nói kiềng vạn năng, vạn chức năng là nói phét. Là cái lý do vạn năng nó như thế này, cái kiềng này ấy là cái ông năng. Đấy, bác năng ấy, bác ấy sáng chế ra, nghiên cứu, nghĩ ra cách làm kiềng này. Thì bây giờ thì làm ra tung ra thị trường là mình tôn vinh, là mình đặt tên cho kiềng này gọi là kiềng vạn năng. À, đặt cái tên đấy là do bác Hoàng Anh nghe. Đấy, giám đốc công ty Xanh Tốt ấy là đặt tên cho. Đấy, bác cái tên năng. Đấy, thêm một cái từ vạn vào đằng sau nữa, đằng trước nữa thành gọi là vạn năng, là kiềng này kiềng vạn năng để tôn vinh những người sáng chế ra cái kiềng này. Đó. Nói về phần kiềng lan man quá nhỉ. Thế đây 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 đây. Bây giờ là quay kỹ lại cái chỗ mình khoan đây này. Đấy, những cái nốt khoan này là nốt khoan của năm ngoái ấy nha. Đấy, làm nó không dư khí một tí gì luôn. Cây non như này ấy, mình làm đúng bài ấy là tốt lắm, ngon lắm. Làm lệch bài ấy là cắt vườn. Vậy thôi. Đấy, cho nên là kỹ thuật là lúc nào cũng phải đi đằng đầu. Đấy, đây này, đây. Đây là những cái lỗ khoan của năm nay nhá. Đấy, quay lên trên này. Đây, quay các bác xem nhá. Cây này, đó. Thẳng tưng này. Đó. Cái sản lượng mủ của nó ấy thì khá nhiều, được một bát đây luôn mà. Đây này. Bé bé này thôi, cả bát đây mà độ thấp lắm. Cái loại này thì hai mấy độ à. Cái này là cái mủ chảy lại này. Đấy. À, còn vấn đề này nữa này. Tại sao cái mủ nó chảy lại như thế này nhiều là cây non nhá. Đấy. Là khi mà ấy, cái độ của cây cao su ấy là nó giảm xuống nhiều quá đi. Thì là ấy, nó loãng mủ trong thân là bắt đầu là mủ chảy lại cực nhiều luôn. Dù các bác đi cái liều khí ít, nó vẫn chảy lại như thế này, chảy cả ngày luôn đấy. Lâu lâu làm một giọt thôi. Đấy, bề vẫn chảy này. Đấy, các bác xem này. Đó. Một tí này, nó rớt bực phát xuống luôn này. Ừ. Nó lâu lâu làm giọt vậy đấy. Quất cả ngày nó cũng được cả tô. Đó. Cho nên ấy là cây cao su tơ là bị nhiều mủ chén nhất, còn cây cao su già ấy thì là nó ít mủ chén. Đấy, các bác thấy không? Đấy, khoan đấy nhá. Cái này là khoan ngày xem nào. Hôm qua qua chút rồi. Nay là nó còn chảy lại được cỡ này mà. Đó. Thế thì cây cao su tơ này ấy là mình lấy ấy, là lúc nào cũng phải lấy theo một cái liều khí là nó khác với những cái cây già. Đó. Quay cho các bác xem sơ sơ về cái cây cao su tơ. Và bây giờ em sẽ nói về cái cách làm cho những cái vườn tơ như thế này này. Các bác nào có những cái vườn mà chưa mở miệng ấy mà muốn áp dụng phương pháp khoan lấy mủ bằng khí ấy, bây giờ em sẽ hướng dẫn sơ sơ thôi. Đấy, còn vào chi tiết từng vườn thì nó lại khác một tí nha. Đấy. Và cách làm như sau. Đấy, cái năm đầu tiên là các bác lấy mủ nhá, là bắt buộc phải lấy ở cái gốc này này. Đấy. Là lấy ở gốc này, là vùng ra gốc này, nãy em nói là ra nó dày, đóng nắp chóp nó dễ. Với lại khoan cắm cái ống này nó cũng dễ luôn. Đấy. Thì bây giờ là mình làm ở gốc chẳng hạn đây. Tháng đầu tiên là mình lấy ở cái khu vực này. Đây. Lấy ở khu vực này là khoan đóng nắp chóp vào hai bên này nhá. Đấy, một là đóng bên này, hai đóng bên này ở cái vùng mình khoan này. Đấy, cái thứ ba nữa là mình đóng ở dưới miệng cạo này, là mình khoan trên. Đó. Và mình đóng hai bên này là mình khoan đây là tối đa 1 tháng là mình phải chuyển nhá. Cái cây tơ như thế này ấy thì là các bác phải chuyển là nó phải xa vào, đừng có chuyển gần nhá. Đấy, đây đây đây, có một kiềng vạn năng này. Đây, tháng đầu tiên các bác lấy ở đây, tháng thứ hai là lấy ở chỗ này. Đó, đây ví dụ như thế này đi. Đây, tháng đầu tiên mình lấy ở đây nhá, sang tháng thứ hai ấy là bắt đầu là mình lấy ở cái chỗ này, mình chuyển qua, mình chia cái cây này. Đây, nói thế này là quay xa xa này, nói cho nó dễ hiểu này. Mình chia cái cây này là thành 4 phần. Đấy, đông tây nam bắc gì cũng được. Đấy, cứ miễn sao là cân xứng, chia cây ra thành 4
bốn hướng. Thế tháng đầu mình lấy ở cái hướng này. Đó, tháng thứ hai ấy là bắt đầu mình lấy ở ngay cái hướng này. Đó, sang tháng thứ ba nữa ấy là mình lấy ở cái hướng này. Và sang tháng thứ tư ấy là lấy ở cái hướng này. Là chia cân ra 4 nhá. Chia cây ra thành 4 phần nhá. Và làm như thế này, 4 phần mà phải theo chiều xoắn ốc chạy từ dưới lên. Đây. Lấy đây và tăng cấp lên khoảng cách khoảng tầm cỡ 15 đến 20 phân. Đấy, đây. Mỗi một cấp này, mỗi một lần lấy này, mỗi một tháng lấy là tăng lên từ 15 đến 20 phân. Đấy, lại di chuyển qua bên kia cũng y như thế, tăng cấp như thế. Đó. Bắt đầu hết 4 tháng ấy là đến đây. Đó. Đây là chia 4 phần. Thế nhá. Một năm các bác ấy, như cây cao su tơ như thế này ấy là không khai thác 9 tháng nhá. Đó. Một năm cây cao su mà mình mới mở miệng ấy, à mới khoan khí mà áp dụng trên cây non nhá. Các bác nào mà làm 9 tháng là đứt luôn, xong luôn ấy, không cây nào chịu được đâu. Đó, các bác chỉ có khai thác 4 tháng thôi, một năm. Khai thác 4 tháng. Như vườn già này là thoải mái giã từ 9 tháng đến 12 tháng không sao hết. Đấy. 9 tháng đến 11 tháng nhá, nghỉ 1 tháng rồi. Xong lại khai thác tiếp, không sao. Còn cái cây tơ như này là phải khai thác nha, là đúng theo cái quy trình của nó là một năm khai thác 4 tháng. Úi, cái sản lượng mủ nó ghê lắm. Ừ, không phải đơn giản đâu. Mình khai thác 4 tháng ấy, nếu mà đem ra quy ra cây ấy, quy ra hecta ấy, so với mình cạo truyền thống ấy, cùng thời điểm mình mở miệng cạo ấy, thì là sản lượng của nó còn cao hơn mà. Đấy, em đã thử hết rồi mà. Đó, cao hơn tầm cỡ 20% nhá. Cái loại cao su tơ này ấy, cao su già nó cao được có 10% thôi. Loại tơ này tới 20% ấy, mà không ảnh hưởng gì đến cây. Đấy, các bác xem cây này, có ảnh hưởng gì đâu. Đó, là hình thức làm như thế này này. Vào đầu vụ nhá. Vào đầu vụ. Đầu vụ là đầu mùa mưa ấy. Ý, đến tháng 4, tháng 4 khai thác ấy, thì các bác đóng khí vào đây. Đấy, đóng lắp chóp vào đây. Xong nghĩa là khoan ở đây nha. Khoan được đúng một tháng rồi, các bác thoải mái, các bác đi cái liều khí, khí bằng cây già. Khoan đúng một tháng các bác nghỉ nha. Nghỉ luôn đấy. Đó. Khoan một tháng là nghỉ đấy. Ví dụ như một hect thì khoan một tháng thì nó được khoảng cỡ 13-14 triệu ấy. Đó, tháng đầu tiên ấy. Khi nào mà cái độ ấy xuống nó tầm còn khoảng cỡ 28 độ là nghỉ luôn. Khoan D3 nhá, đừng khoan D4. Đó, đóng đúng một phát một thôi là nghỉ luôn nhá. Nghỉ qua cái tháng mùa mưa, bắt đầu vào cái tháng mùa khô đi. Bắt đầu vào đầu mùa khô là các bác khai thác thêm 3 tháng nữa, hết năm. Đó, sang tháng những cái tháng mùa khô này. Đấy, lại đóng lên đây. Đây, đóng đâu cũng được, đóng hai bên này, đóng chỗ nào cũng được. Đóng một phát vào là lúc đấy bơm khí, bơm đầy bịch luôn. Như cái túi nhún này này, như túi nhún này này, túi BBC các bác bơm đầy bịch không sao hết. Đấy, tại vì là nó được nghỉ mấy tháng mùa mưa rồi mà, thì là cái cây của mình ấy là bắt đầu nó lại mủ, nó lại đặc lại rồi mà. Lúc đấy là bắt buộc là phải mình phải đi một cái liều khí 100ml thì là mủ nó mới chảy ra được. Lúc đấy độ nó lại cao luôn. Đó, thì mình lấy ở đây một tháng rồi nhá. Đấy, lấy ở đây một tháng là bắt đầu chuyển qua bên này. Chuyển qua bên này lúc đấy giảm khí nhá. Như cái túi nhún này là bơm nửa bịch thôi. Đấy, là mình cũng vẫn cứ khoan, cứ bơm nửa bịch và khoan. Đó, bắt đầu sang tháng thứ ba ấy. Đấy, là bắt đầu ở đây một tháng rồi này. Khai thác tháng mùa mưa rồi, rồi bắt đầu là hết đến đầu mùa khô là các bác lấy qua bên này. Lấy qua bên này một tháng này, sang tháng thứ hai là qua bên này này. Sang tháng thứ ba nữa là hết năm ấy là qua ở cái bên này. Đấy, như em là em lấy ở dưới này luôn. Đó, lấy dưới này luôn. Tại vì ấy, cái tháng đầu tiên mình làm ở đây ấy, lúc đấy nó liền hết rồi. Còn những cái khí mà nó còn đọng lại trong thân cây là nó phân giải đi hết rồi. Đó, thì là thoải mái là mình lấy ở gần khu vực này cũng được. Lấy kế từ đây đi cũng được. Đó, nếu mà đẹp đội hình ấy là phải chuyển lên trên này. Đó, chuyển lên trên này. Thế, cái công thức mà làm theo cái cây tơ ấy là em chia sẻ sơ sơ như thế, còn vào chi tiết kỹ thuật ấy
thì trong cái khuôn khổ mà video là nói là nó dài lắm, chắc có phải nói cả tiếng 2 tiếng thì là mới chuyển giao hết cái kỹ thuật làm trên cây tơ này được. Cho nên là các bác thông cảm, thì đây em là hướng dẫn sơ sơ như thế, rồi các bác đã muốn làm ấy thì là điện cho em qua số điện thoại là 0368986353 để được hỗ trợ về mặt kỹ thuật đấy. Còn và chẳng hạn như liên hệ với em muốn lắp đặt thiết bị thì liên hệ với em là em cung cấp thiết bị cho các bác là trực tiếp từ công ty đấy cho đến người dùng luôn, cho các bác luôn là không đi qua một cái phần trung gian nào nữa. Tại vì là em làm ở bên kỹ thuật của công ty Vườn Xanh Tốt mà, cho nên là đi thẳng từ công ty luôn, không qua ai hết đấy, không qua đại lý luôn. Đó, qua đại lý thì nhiều cái là hàng hóa là nó đưa về là nó hơi bị chậm trễ, nó không như là mình đi thẳng từ công ty đi. Đó là cách làm sơ sơ như thế, các bác muốn làm thì liên hệ với em để em tư vấn kỹ thuật. Chẳng hạn ví dụ như các bác có bộ áp khí rồi đấy, không phải mua của em, mua của người khác hoặc là những cái đơn vị khác trên thị trường đấy, mà muốn làm ở trên cái cây cao su tơ đấy, thì cũng điện cho em tư vấn kỹ thuật cho em, hướng dẫn hết cho, miễn sao là các bác làm mà nó thành công là được đấy, không thất bại là được rồi đó. Và cái cách khoan thì là trong video trong 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 những cái video của em hướng dẫn thì là hầu như là em hướng dẫn hết rồi, giờ không nói nữa, không hướng dẫn lại cái khoan đấy nữa, và cách đóng nắp chóp này em hướng dẫn rồi đấy, bơm khí là cũng hướng dẫn hết rồi. Cho nên là cái hình thức làm ấy thì là em nói cũng sơ sơ rồi, trên kênh này em chia sẻ khoảng tầm 30% là cái kỹ thuật trên đấy, còn chưa chia sẻ hết được đâu, là cứ mỗi một video ấy là em lồng một tí kỹ thuật vào cho các bác đấy, chứ còn nói một phát là từ A đến Z thì ui rồi lâu lắm, biết bao nhiêu thời gian đấy. Với lại ấy, cái cây của các bác ấy thì mỗi một vùng miền nó lại làm một cái công thức khí khác, chứ không phải là làm chung một công thức được đâu. Các bác làm chung một công thức đấy, các bác xem trên thị trường đấy, trên tất cả từ Nam ra Bắc ấy, làm chung một công thức cứ y y cái bài là cứ bơm khí như túi BBC, bơm khí một lần khoan 3 lần đấy, thấy không? Đấy, năm 2019 20 ấy, tháo bỏ sạch bách luôn, không có ai là dùng nữa, là cái túi BBC đấy đấy đấy, chứ đâu có phải là y cái bài công thức đấy được đâu. Cho nên là các bác là làm thì là cứ điện cho em sẽ chỉ cho đấy. Mỗi một thời điểm, một mùa trong năm là mình phải đi một cái liều khí nó khác nhau và cách làm nó sẽ khác nhau đấy. Em chỉ chia sẻ đây là chia sẻ cái cơ bản thôi. Có nhiều bác thì đấy, em chia sẻ trên kênh ấy thì nhiều bác thì bảo tôi xem video của ông hết từ A đến Z tôi làm theo y như ông mà vẫn bị dột ra, nó sản lượng vẫn tụt, có khi còn là thua cạo truyền thống cả nửa. Thế đấy là lý do gì đấy, bảo cái đấy ấy, cái video đấy là chỉ có giới thiệu sơ sơ thôi chứ chưa phải là kỹ, muốn kỹ nữa đấy thì là các bác phải điện cho em. Em hướng dẫn cho đấy, nhiều bác em hướng dẫn lại cho một phát làm mủ lên là mầm, sản lượng với độ lên là mầm, với lại cái độ rộp ra cây là nó ít nữa đó. Thôi video khuôn khổ video hôm nay nó cũng khá dài, hơn hơn 10 phút, cho nên là thôi thì cái điện thoại của em nó chỉ có dung lượng cỡ đấy thôi, thì thôi thôi thì hẹn là gặp lại các bác trong những cái video sau đó, chia sẻ sơ sơ vậy thôi. Bà con có thể vào group Facebook hội khoan lấy mủ cao su bằng khí đúng phương pháp để hỏi đáp và trau dồi kinh nghiệm nhé.